Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh TD Game. Hôm nay mình đến với video top game mobile hay nhất tháng 9 năm 2022 phần 4. Đây là game. That's a cow. Trong game bạn sẽ hóa thân thành con bò, dùng vòi sữa giữa bụng của nó để di chuyển bay lên này và tiêu diệt các thằng bé ở trên đường. Đây là một game qua màn, các bạn trải qua từng màn một. Mỗi màn thì sẽ có thử thách và mô hình khác nhau. We'll be right back.
Vừa rồi là phần chơi ngắn của mình, các bạn có thể tải game và trải nghiệm thực tế. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.